Ơi, không không không, không dùng dây kỷ luật. Đang nói tưởng có cái đai cơ. Phải có ánh thấp rồi, quật thoải mái luôn. Có sức để quật đây không? Đã. Ngồi. Up. Yeah. Anh cho con. Chạy đây, đúng rồi, mình đây chạy đi. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Bằng Đoàn TV, hãy bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào quả chuông để được theo dõi những video mới nhất của Bằng Đoàn TV chia sẻ cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.